Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình trực tiếp tối nay. Quốc hội biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và thảo luận ở hội trường về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định tái tranh cử. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và thảo luận ở hội trường về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Thảo luận ở hội trường, đa số các đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết sửa đổi luật hợp tác xã và tham gia nhiều ý kiến vào các nhóm chính sách, điều khoản cụ thể trong dự thảo luật về phạm vi, đối tượng áp dụng, tên gọi của dự án luật, cụ thể hóa hơn các chính sách trong nghị quyết 20 NQTU của Trung ương để thống nhất với các luật có liên quan như quy định về huy động nguồn lực, chính sách hỗ trợ của nhà nước, mô hình tổ chức quản trị, quyền và nghĩa vụ của từng loại thành viên. Thảo luận về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi luật nhằm khắc phục những bất cập vướng mắc đã phát sinh. Tuy nhiên, theo một số đại biểu, dự thảo luật vẫn chưa quy định đầy đủ, cân đối và hài hòa giữa lợi ích của các chủ thể tham gia trong quan hệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát để quy định thể chế hóa đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu và mục đích đề ra. Các đại biểu cũng cho rằng cần có quy định chi tiết về loại hình bán hàng trực tiếp, bán hàng đa cấp và mở rộng đối tượng yếu thế cần ưu tiên bảo vệ trong dự thảo luật, cũng như quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm hàng hóa gây ra. Để góp phần vào hoàn chỉnh dự án luật thì tôi xin tham gia góp ý một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là tại điều 3, về giải thích từ ngữ thì tôi đề nghị ban soạn thảo bổ sung từ tổ chức vào khoản 1 của dự thảo luật, bởi chúng ta ai cũng biết rõ là người tiêu dùng không chỉ là một cá nhân mà còn có tổ chức, hộ gia đình đều có thể trở thành người tiêu dùng khi mua hoặc sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt và không vì mục đích thương mại. Và trong khi dự án luật hiện hành thì cũng đang có cái quy định này. Thứ hai là tại điều 15, quyền của người tiêu dùng. Khoản 6 thì đề nghị bổ sung nội dung khi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức cá nhân sản xuất công bố để phù hợp với điều 62 của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường, công bố sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thứ ba là tại điều 16, nghĩa vụ của người tiêu dùng, thì đề nghị ban soạn thảo cũng xem xét bổ sung nội dung nghĩa vụ nữa, đó là tuân thủ các cái điều kiện bảo đảm chất lượng đối với hàng hóa trong quá trình sử dụng theo quy định. Vì trên thực tế cho thấy một số trường hợp người tiêu dùng lạm dụng quyền của mình dẫn tới ảnh hưởng lợi ích của cá nhân, tổ chức, kinh doanh, như đưa tin sai sự thật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Chính vì vậy, để hạn chế những cái ràng buộc trách nhiệm của người tiêu dùng khi xảy ra việc lạm dụng trong quan hệ tiêu dùng, đề nghị bổ sung nghĩa vụ của người tiêu dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đưa ra và bồi thường cho cá nhân, tổ chức kinh doanh nếu có thiệt hại xảy ra từ việc đưa thông tin sai sự thật. Thứ tư là tại điều 20, trách nhiệm bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng. Thì tại khoản 2 tôi thấy quy định là chưa rõ ràng, khó khăn khi áp dụng trong thực hiện bởi vì không rõ về tiêu chí để tổ chức cá nhân kinh doanh có cơ sở để xác định được sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ đối với các nhóm người tiêu dùng theo độ tuổi, thu nhập, khu vực địa lý, dân tộc, rồi là tình trạng sức khỏe, đặc điểm tâm thần, thể chất, bảo đảm bình đẳng giới và đặc thù giới tính. Do vậy thì tôi cũng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung các cái tiêu chí để đánh giá sự phù hợp trên. Thứ năm là tại điều 21,
trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa dịch vụ, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho người tiêu dùng. Thì tôi đề nghị cũng xem xét quy định nội dung này cho thống nhất phù hợp với quy định về ghi nhãn hàng hóa, vì theo quy định hiện hành thì hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước thì tổ chức cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn. Theo quy định, tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định. Thứ sáu là tại điều 38, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong giao dịch từ xa với người tiêu dùng. Nội dung quy định tại điểm A khoản 1 của dự thảo luật, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét bổ sung thêm nội dung công khai mã số đăng ký kinh doanh của công ty hoặc hộ kinh doanh đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh khi có giao dịch từ xa với người tiêu dùng. Điều 72, thông báo thông tin vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện. Thì đề nghị ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi theo hướng quy định cụ thể hơn về trách nhiệm đưa thông tin về vụ án dân sự liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bổ sung quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có vi phạm ảnh hưởng tới hoạt động của cá nhân tổ chức kinh doanh. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Hôm nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Chiều nay, đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sỉ Sảy Lư Điệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Cùng đi có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Châu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Châu Văn Lâm bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm làm việc tại tỉnh. Chuyến công tác của đoàn có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Đồng chí nhấn mạnh, Tuyên Quang rất vinh dự là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử quan trọng của Cách mạng Lào, khởi nguồn cho những quyết sách lớn quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Lào, nơi chứng kiến tình hữu nghị gắn bó Việt-Lào. Tỉnh Tuyên Quang đã kết nghĩa và có nhiều hoạt động hợp tác với các tỉnh Siêng Khoảng, Phong Sa Lì của Lào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã báo cáo với đoàn công tác khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Để góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, tỉnh Tuyên Quang kết nghĩa và có nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh Siêng Khoảng, Phong Sa Lì của Lào. Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 84 du học sinh Lào đến theo học, đào tạo trình độ đại học và đào tạo nghề. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã và đang hỗ trợ tỉnh Siêng Khoảng thực hiện một số dự án nông nghiệp năng suất cao với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Về lĩnh vực văn hóa và du lịch, triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, quảng bá các sự kiện văn hóa, danh lam thắng cảnh của các địa phương Lào. Tỉnh thường xuyên duy trì trao đổi công việc, kinh nghiệm, củng cố tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Chính quyền tỉnh với tỉnh Phong Sa Lì. Các đại biểu đã cùng trao đổi về một số vấn đề xung quanh công tác xây dựng đảng, công tác tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Đồng chí Sỉ Sảy Lư Điệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Tuyên Quang, chúc mừng và bày tỏ ấn tượng với những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng của tỉnh. Đồng chí mong muốn qua chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang sẽ được tìm hiểu những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng ở Tuyên Quang. Đặc biệt, đồng chí chân thành cảm ơn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã che chở, giúp đỡ lãnh đạo Đảng và nhà nước Lào trong những năm tháng cách mạng, giữ gìn và phát huy giá trị của khu di tích cách mạng Lào. Cùng với đó, mong muốn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực để hợp tác giúp đỡ với các địa phương của Lào, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Cùng dự có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Một trong những vấn đề được cử tri xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết là việc sớm được đầu tư nâng cấp tuyến đường liên thôn 28 nối với phường Mỹ Lâm để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương trao đổi hàng hóa của nhân dân. Cái tuyến đường trục chính của thôn thì hiện tại vẫn là đường đất, đường chưa được đầu tư xây dựng. Và cùng với đó thì có một số những cái điểm là qua suối ấy, chưa được đầu tư xây dựng cầu. Cho nên là gặp rất là nhiều những cái khó khăn về giao thông đi lại cũng như là đời sống người dân. Thì đặc biệt về những cái thời tiết khi mà mưa to ấy, thì là toàn bộ thôn thì rất là nhiều điểm là bị chia cắt. Tại buổi tiếp xúc, vấn đề đầu tư xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được nhiều cử tri đề cập. Sau khi đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo các sở ngành trả lời, làm rõ những kiến nghị của cử tri, phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo xã Kim Phú tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị của công dân, kịp thời đề xuất cấp trên xem xét những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Có những ý kiến đáng lẽ là phải được giải quyết từ lâu, chứ không phải hôm nay là đại biểu hội đồng dân tỉnh đến thì chúng ta mới nêu ra. Và chính vì điều này ấy, thì tôi đề nghị là đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân xã là phải tích cực tiếp công dân hơn để giải quyết vướng mắc. Trên cơ sở tiếp công dân giải quyết vướng mắc thì cái gì thuộc thẩm quyền của xã, xã giải quyết. Cái gì vượt thẩm quyền thì báo cáo thành phố. Mà vượt thẩm quyền thành phố nữa thì báo cáo tỉnh. Chúng tôi dứt khoát là phải giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Và chỉ khi nào cái sự vận hành của hệ thống chính trị ở xã thực sự hiệu quả thì các ý kiến nghị vướng mắc mới được giải quyết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ngành tập trung xem xét giải quyết những ý kiến được cử tri nêu tại buổi tiếp xúc trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm tặng quà ông Trần Văn Sâm, người cao tuổi, và thương binh La Văn Tĩnh, thôn 28, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Hôm nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Minh Quang và Khuân Hà, huyện Lâm Bình. Sau khi nghe thông báo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, cử tri hai xã Minh Quang và Khuân Hà đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề về việc đầu tư xây dựng công trình nước sạch, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã, xây dựng kênh mương nội đồng. Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của cử tri hai xã, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đã trả lời làm rõ những kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết dứt điểm, xử lý những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi ích chính đáng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Đồng chí cũng mong muốn cử tri, nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần nâng cao hơn nữa công tác quản lý điều hành cũng như các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sáng nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Minh Thanh đã kiến nghị tới đại biểu Hội đồng nhân dân những nội dung về nâng cấp hệ thống lưới điện, vấn đề về giao rừng cho người dân quản lý, hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự, tu sửa nhà văn hóa. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được đại biểu các ngành, chính quyền địa phương xã Minh Thanh và huyện Sơn Dương trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Phát biểu với cử tri xã Minh Thanh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri. Các ý kiến khác sẽ được tổng hợp gửi tới cơ quan chức năng trả lời cử tri theo quy định. Cũng trong sáng nay, đồng chí Tạ Đức Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã tiếp xúc với cử tri tại phường Tân Quang trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri phường Tân Quang đã kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng quốc lộ 37, xây dựng cống thoát nước, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ cấp xã phường thực hiện ở bộ phận giao dịch một cửa, quy hoạch xây dựng nhà văn hóa liên tổ. Lãnh đạo phường Tân Quang và thành phố Tuyên Quang đã trả lời trực tiếp, làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị cử tri quan tâm. Đồng chí Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyền đã trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến kiến nghị đề xuất của cử tri phường Tân Quang, đồng thời trao đổi làm rõ thêm những băn khoăn vướng mắc cử tri nêu. Các ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui với bà con nhân dân thôn 7, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thôn 7, xã Thái Bình là khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Trong năm qua, nhân dân trong thôn đã tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào hoạt động của địa phương. Đời sống của các hộ trong thôn đã từng bước được nâng cao về mọi mặt. Thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng trên người trên tháng, tỷ lệ hộ khá giàu đã đạt trên 50%. Trên 98% các hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chia vui với bà con nhân dân trong thôn, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phùng Tiến Quân đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà bà con đạt được. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đồng Bao, xã Vĩ Bằng, huyện Yên Sơn. Trong năm 2022, nhân dân trong khu dân cư thôn Đồng Bao luôn đoàn kết và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2022, thôn có trên 94% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 96 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm liền. Phát biểu chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Đồng Bao, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn tiếp tục phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương Vĩ Bằng anh hùng ngày càng phát triển. Chiều nay, thành phố Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2020-2022. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Giai đoạn 2020-2022, phong trào thi đua dân vận khéo của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ việc xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo, các đơn vị địa phương đã đưa ra được nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng, huy động được mọi nguồn lực trong nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, thành phố có trên 4.600 việc làm, mô hình của các tập thể cá nhân đăng ký thực hiện. Nhiều cách làm cụ thể sáng tạo đã có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng trên người trên năm. Năm 2022, thành phố đã xóa 84 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,99% xuống còn 0,76%. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2020-2022. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại với doanh nghiệp về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 cho trên 300 đại biểu là cán bộ, nhân viên, người lao động các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, các thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đối thoại tư vấn giải đáp với doanh nghiệp về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các doanh nghiệp trong thực hiện luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, làm rõ những khó khăn vướng mắc về quy định đóng hưởng bảo hiểm xã hội, lao động chênh lệch theo dữ liệu cơ quan thuế cung cấp và tiếp thu ý kiến kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách bảo hiểm cho người lao động. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa cấp xã. Ngân hàng đẩy mạnh cấp tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu. Thời gian qua, Agribank Tuyên Quang đã thực hiện tốt chính sách về tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, đưa nguồn vốn vay đến với người dân, giúp các hộ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập. Sau 3 năm nuôi cá lồng, thế được tiềm năng cũng như lợi nhuận mang lại, gia đình anh Vinh Ngọc Anh, thị trấn Na Hàng,
tín chấp với Agribank vay 600 triệu đồng để tiếp tục nhân rộng mô hình. Hiện với 30 lồng cá các loại, trong đó có nhiều loại cá đặc sản như bống, lăng chấm, mô hình của gia đình anh đã phát huy hiệu quả, doanh thu đạt khoảng 400 triệu đồng trên năm. Từ lúc mà vay vốn ngân hàng đã giải ngân về thì tôi đầu tư thêm lồng bè này, mua cá giống và mình đầu tư thức ăn cho cá. Thời gian vừa rồi thì tức là có thêm nguồn vốn nó về thì mọi thứ nó thuận lợi hơn rất là nhiều, phát triển rất là tốt. Thì tôi cũng muốn là mình mở rộng ra rồi thì sẽ cần thêm cái nguồn vốn để ngân hàng, mong ngân hàng sẽ xem xét và đầu tư thêm cho các hộ chăn nuôi như là tôi ở đây. Hiện nay, Tuyên Quang có 2.255 lồng cá, trong đó trên hồ thủy điện 1.700 lồng, trên sông 555 lồng, với tổng sản lượng cá thu hoạch khoảng 2.000 tấn cá trên năm. Toàn tỉnh có 10 cơ sở nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận Việt Gáp, 15 sản phẩm được công nhận xếp hạng OCOP, có 2 cơ sở nuôi cá lồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa vào danh sách địa chỉ xanh, cung cấp thực phẩm sạch. Cùng với cơ chế chính sách khuyến khích phát triển của tỉnh, Agribank Tuyên Quang tập trung cho vay theo Nghị định số 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, khuyến khích cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và các dự án sản xuất kinh doanh, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Các chương trình được triển khai từ tất cả các xã, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian cũng như chi phí đi lại cho người dân. Đợt vừa rồi là cũng được cái nhà nước hỗ trợ và cũng có một cái chương trình là vay vốn với cái hỗ trợ lãi suất và cái vốn dài hạn là trong 36 tháng. Thì tôi cũng được ngân hàng nông nghiệp mà cho vay với số vốn là 500 triệu. Và bây giờ cái hướng về là cũng rất muốn là phát triển một cái quy mô cái mình nó rộng ra và nuôi nó nhiều lên. Khi mà tiếp cận được nguồn vốn vay ấy thì để phục vụ vào cái việc phát triển kinh tế thì là nói chung là các hộ gia đình cũng có kinh tế được ổn định hơn, đời sống được đầy đủ hơn. Nguồn vốn của Agribank Tuyên Quang đã và đang tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình sản xuất ở Tuyên Quang, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, giúp bà con có cơ hội vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương mình. Với mong muốn lập nghiệp và làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Khắc Bằng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình dịch vụ du lịch kết hợp với nông trại chăn nuôi trồng trọt. Mô hình khu sinh thái nông trại kết hợp với du lịch trải nghiệm này là thành quả về sự quyết tâm của anh Nguyễn Khắc Bằng, thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh. Mặc dù ban đầu còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã tạo động lực để chàng trai trẻ này hoàn thành ước mơ của mình. Tôi chọn mô hình này ấy, lý do là cái hướng đi hiện tại ấy, của chúng ta là phát triển về mô hình du lịch xanh. Và khi mô hình của tôi này cũng vậy, là khi khách hàng đến thì sẽ được trải nghiệm và được sử dụng dịch vụ của nông trại chúng tôi. Và hai nữa là cũng là đem lại cái nguồn lợi kinh tế cho bản thân và gia đình, và cũng là cũng mang lại cái nguồn công ăn việc làm cho những đoàn viên thanh niên ở quê. Đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2021, nông trại có diện tích trên 6 hectare với các dịch vụ trải nghiệm như câu cá, trồng trọt, sử dụng các sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, ngoài việc tạo nguồn thu nhập cho gia đình, mô hình của anh Bằng cũng đã tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương. Và mô hình kinh tế này cũng đã có những cái bước phát triển bước đầu, tạo hiệu quả kinh tế cao. Và đối với đoàn xã thì đánh giá cao về cái mô hình kinh tế của đồng chí và tổ chức cho các cái đoàn viên thanh niên đến học tập kinh nghiệm và cũng mong muốn là nhân rộng đến các cái địa phương khác. Dám nghĩ, dám làm. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Nguyễn Khắc Bằng đã bắt nhịp được với xu hướng phát triển của thị trường. Đây cũng là điểm để nhiều thanh niên trên địa bàn học tập và làm theo. Những năm qua, huyện Sơn Dương luôn quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, cấp xã, đáp ứng nhu cầu giải quyết về thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân. Đông Thọ là xã có địa bàn rộng, đông dân cư, hàng ngày có hàng trăm lượt người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa. Ngoài việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ đúng hạn, xã đã triển khai nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch. Khi mà em đến đây làm giấy tờ cá nhân ấy thì em cảm thấy là các cán bộ, các cô, các chú này là hướng dẫn rất là nhiệt tình và giúp em làm giấy tờ cá nhân nhanh, thuận tiện. Hiện nay tại bộ phận một cửa ở 31 xã thị trấn trên địa bàn huyện đều niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định, gắn biển chỉ dẫn các lĩnh vực giải quyết tại các phòng làm việc.
Các địa phương cũng tăng cường rà soát các thủ tục hành chính có thể đơn giản quy trình xử lý, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Một số sáng kiến về cải cách thủ tục hành chính đã được các địa phương thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Hôm nay em đến đây là làm hồ sơ để đi xin công ty ạ. Thì được các cô, các chú, anh chị đây hướng dẫn rất là tận tình, làm rất là nhanh. Em thấy rất hài lòng về cách làm việc, các thứ của cô, chú, anh chị ở đây. Ủy ban nhân xã chúng tôi thực hiện nghiêm về cái công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu cái gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân trên địa bàn toàn xã. Việc niêm yết các thủ tục hành chính chúng tôi thực hiện đầy đủ và trong đó công khai, minh bạch, thông báo đến các thôn để nhân dân biết được và thực hiện tốt. Để từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, các địa phương cũng quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn, năng lực, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nhằm từng bước hướng tới chính quyền điện tử hiện đại, đổi mới, vì dân, hiệu lực, hiệu quả. Tin trong nước, Ngân hàng Nhà nước hôm qua đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các giải pháp tín dụng tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, phục vụ việc mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức nhập khẩu đã được phân giao, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra thiếu hụt, không để xảy ra tình trạng trục lợi, vi phạm pháp luật. Định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu về ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xem xét xử lý. Theo kế hoạch tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão 2023 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, đường hoa Tết Quý Mão sẽ chính thức mở cửa đón khách từ tối ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến tối ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết. Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 Tết Quý Mão 2023 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui xuân thịnh vượng được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi đến cuối đường Nguyễn Huệ, với các hoạt động kết nối như lồng ghép trong thiết kế thể hiện điểm nhấn đường hoa được liên tục thực hiện lần thứ 20. Trưng bày tổ chức hoạt động đặc trưng văn hóa ngày Tết với sự tham gia của đại diện cơ quan ngoại giao các nước, tổ chức khu vực phục vụ ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, các chương trình giải trí. Tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết ông có ý định ra tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào đầu năm sau. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, gia đình ông mong muốn ông ra tái tranh cử và ông không cảm thấy phải vội vàng trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Biden cũng cho biết thêm, quyết định của ông sẽ không liên quan đến bất kỳ tuyên bố nào từ đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump, người dự báo cũng sẽ tham gia tranh cử. Trước đó, một cố vấn của Tổng thống Biden cũng cho biết, các cuộc thảo luận chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử năm 2024 đang được tiến hành. Singapore đã thông qua một đạo luật mới, trong đó cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xóa các bài đăng có nội dung xấu độc. Luật mới trao quyền cho cơ quan phát triển truyền thông Infocom yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram hay YouTube gỡ bỏ những nội dung cực kỳ tồi tệ như ủng hộ khủng bố, cổ xứ tự tử và tự làm hại bản thân, bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và những nội dung có nguy cơ phá hoại hòa hợp sắc tộc và tôn giáo. Các công ty truyền thông xã hội có thể chịu mức phạt tới 1 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 715.000 đô la Mỹ nếu không tuân thủ luật trên. Ngoài tiền phạt, cơ quan phát triển truyền thông Infocom cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn quyền truy cập của người dùng ở Singapore. Dịp World Cup 2022, Qatar hứa hẹn sẽ đón hàng triệu người hâm mộ trên khắp nơi trên thế giới. Điều đó tạo ra vấn đề nhức nhối cho đất nước Tây Á về chỗ ở. Mặc dù đã xây thêm hàng trăm khách sạn nhưng nó vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu. Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các cổ động viên cuồng nhiệt, Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, đã thiết kế nhiều làng cổ động viên với phòng nghỉ kiểu cabin và lều trại hấp dẫn. Tuy nhiên, mức giá thuê những chỗ ở như vậy cũng vô cùng đắt đỏ. Những ngôi làng dành cho người hâm mộ tại World Cup 2022 giúp bất cứ ai tới đây cũng có thể trải nghiệm bầu không khí sôi động, mới mẻ chưa từng có của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Các ngôi làng này nằm tại ngoại ô Doha với 6.000 cabin, nhưng kết nối giao thông thuận tiện,
người hâm mộ có thể dễ dàng đến các sân vận động tại Doha hay các điểm tham quan nổi tiếng bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi chung xe. Dù thời điểm này, nhiều ngôi làng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, du khách đã có thể đặt phòng trước cho những ngày diễn ra World Cup. Những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.